Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Tris. Thì hôm nay cũng là đêm Noel rồi, cho nên mình xin gửi lời chúc mừng Noel tới những bạn đã xem cái clip này, tới những bạn đã luôn like, luôn share, đã subscribe cho kênh, đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người một đêm Noel an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thương. Lẽ ra thì tối nay mình tính không có clip đâu, nhưng mà nghĩ lại thì không phải ai cũng đi chơi Noel được, tại vì có một số bạn phải đi làm xa hoặc là đi học ở xa, không đi chơi Noel được. Thì thôi, mình up cái clip này cho mọi người có cái gì đó xem để giải trí trong đêm Noel. Clip này mình sẽ làm dài hơn bình thường chút xíu, không nói nhiều, chúng ta bắt đầu thôi. Tiếp tục đi. Previously on Resident Evil Revelations. Tầm tắt tập trước. Lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Queen Zenobia. Right here on this ship. No signs of life. But I feel like something's here. I think it's a gun. This is not good. Where are you, Chris? Chris! What is this? Oh, great. Shit! It's a trap! It's time you learned the truth. It's Valentine. Bí ẩn kép. 8:32 tối, phòng ngủ cho khách. À đúng rồi, lúc đầu mình cứ tưởng nó lết nhầm file sale chứ không phải. Đây mới đúng rồi, tại vì thấy cái đoạn tóm tắt nó khá là quen thuộc. Đây là tình cảnh sau khi Jill tỉnh lại lần trước bị xong thuốc mê. Parker, I don't know. A room, I think. Somewhere on the ship. Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No. Comms are out, it seems. We should regroup. Thoát khỏi căn phòng. Chúng ta cũng bị mấy lấy hết vũ khí rồi. Không có bất kỳ vũ khí nào luôn. Lấy được vít. Thu vít. Thứ này chứa đầy nước bẩn, có thể là có cái gì đó. Có súng không? Nước nó bị reset rồi. Không có gì cả. Có vết máu khô. À, có cái thuốc. Chết men rồi. Ui. Trời. Né tránh. Bấm tới hoặc lùi. Cộng A đúng thời điểm trước khi kẻ thù tấn công sẽ giúp bạn né được đòn đánh. Thôi dụ nó tới đây để cho nó tấn công vô cái TV này. Chết. Bắn thì lúc. Trời ơi, cái gì ta? Bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó. Phải, giờ mới được. Cái canh đó lúc nó vừa tấn công chúng ta phải làm nhanh 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 để nó sống lại. Đã đến. Mới vô mà đã dậy luôn. Nhanh nào. Đi nhanh.
Nhưng phải kiếm súng được, không có súng không làm gì được nó hết. May chúng ta có cái mão. Không có con dao luôn. À, lại là ổ khóa. Ước gì có vũ khí ở đây. Thấy tao né không ạ? Tao né đây. Bắt cơ. Có mình map à? Ủa không có bản đồ ta? Ôi, ai biết mũi bắt cơ đang đâu? Cabin trên, chúng ta đang ở cabin trên. Làm cái bản đồ cũng không. Chúng ta mới từ đi từ đây ra đúng không? Dọn đây đúng. Rồi, đúng đường. Giờ quan trọng nhất là phải kiếm được cái súng đã. Cửa nào, cửa nào. Có súng sọc kinh nhưng mà phải lấy được cái gì đó. Phải có được gì đó gắn vô. Kiếm được gì đó tròn tròn gắn vô đây. Nhanh 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 nhanh. Không có súng chúng ta nguy hiểm quá. Ôi trời. Nhấn. Ôi. Khiếp thiệt. Súng đâu? Tới được chỗ của thằng Parker, cha Parker kia. Mình kiếm được cái chìa khóa có hình cái mỏ neo. Xin con tàu được tiếp đi. Full đạn rồi. Cửa trước mặt thì lại bị chặn. Rồi. Ở đây cũng đang có Noel hay sao? Có quyền con gà tay đây. Fine, but the ship's crawling with BOWs. Okay, we're going to need our weapons. I think I saw them on my way here, but I couldn't reach them. Ở đâu? We should be okay as long as we work together. Lấy lại chuẩn bị. Trong này hả? There are more creatures this way. Hey. I found this though. Think we can use it? Chết không? Chết rồi, dính luôn. Không phải đường này. Ôi đông lắm. Nhanh nhanh nhanh. Ủa sao thằng kia nó có súng? Sao nghe thấy tiếng súng bắn nè? Ai vậy, là ai là người bắn? Thằng kia cũng đâu có súng đâu. Thằng cha bắt cửa kia. Ai đồ nâng cấp trang bị cho súng ở đây hả? Ok, đã rồi, ngon lành, có thùng chứa đồ luôn.
cảm giác hoài cổ của phần 1. Lấy lại trang thiết bị cướp, ngon lành. Bạn có thể trang bị và đổi vũ khí ở cái màn hình này. Đồng thời bạn cũng có thể tinh chỉnh những vũ khí của mình với những cái phần nâng cấp bạn nhặt được. Bất kỳ vũ khí nào mà bạn có được đều bị đều được tự động add cho đây. Dùng X để đổi màn hình. Sát thương, cái kia là sát thương. Nó dùng tay cầm Red 4 mà nó đang hiểu là tay cầm của cái thằng quỷ Xbox. Hãy gắn cái kia vô, nâng sát thương lên 10%. Cái gì vậy? HQ and tell them what the hell is going on. You should be able to do that from the bridge. Let's go. Từ buồng lái. Có bản đồ à? Cái hình cái súng là một vũ khí. Màu cam là chưa, cửa chưa mở được. Trời ơi, cái bản đồ kìa. Sinh hoạt thì lũ đòn quý bông là cái chỗ chúng ta tỉnh lại còn đích đến nữa đâu. Đích đến nó chưa hiện ra, chúng ta phải mò mẫm ở đây một thời gian nữa rồi. Ôi đừng nói lúc này đi. Gã đeo mặt nạ đó là ai sao tôi biết được. Tôi đâu phải là Sherlock Holmes. Cứ chơi tiếp thì họ sẽ biết thôi. Một lũ đạn. Tôi lạnh thì có mở được không? Cha mình cứ đi theo. Đây không có gì hết. Là phòng của một tỷ thủ đoàn. Mà mình nghĩ chắc không phải đâu. Phòng của khách, hành khách trên tàu này. Chứ thường phòng của tỷ thủ đoàn là phòng tập thể. Đâu phải phòng riêng như này. Rồi, phải đi hết rồi nhé. Hành lang, phòng chứa đồ, có đạn này, đây là thang máy. Mình muốn lấy cây sọc kinh nhưng mà chúng ta phải kiếm được đồ. Ui, chọn đi trước sau cũng phải đi thôi, nhưng mà từ từ, mình muốn khám phá cho đi trước thôi. Nó bị khóa ở phía bên kia. Đi tới đâu phải soi tới đó. Ba quả lũ đi. Nó đâu.
chứ. Rồi, một máu. Hồi nãy cho nó ăn hết mấy quả lựu, hồi sau. Coi kỹ kỹ, nó có sót gì. Chạy như là nhanh nhất rồi. À. Đạn xuống được. Đạn còn gì không? Mấy cái hồng hồng đó là chúng ta scan rồi. Chỉ sống bắn đi. Nói chung thì thiếu sao không để bắn rồi. Đồng đội gì vậy là xong rồi. Tỏ ra có ít chút rồi nào. Cái màu hồng là sôi hết rồi. Đây cũng sách gì đây? Thực vật học, thực vật có dược tính phiên bản thứ 3. Con người đã sử dụng thực vật để chữa lành vết thương và bệnh tật từ thời xa xưa. Một ví dụ của những loại thực vật đó là một loại thảo mộc mọc dại trong khu vực núi Arklay. Loại thảo dược màu xanh nhạt không chỉ xua tan mệt mỏi, mà còn thúc đẩy quá trình hồi phục tự nhiên, giúp các vết thương mau lành hơn. Ngoài ra, nó còn có hoạt tính miễn dịch sự lây nhiễm virus cực kỳ hiệu quả. Loại thảo mộc này có rất nhiều ứng dụng trong y học và nó bắt đầu được sử dụng rộng rãi. Vui lòng xem xét việc sử dụng để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những mối đe dọa sinh học gần đây. Cuốn sách chỉ có mấy trang. Còn sách gì đọc được nữa không? Thì nó dở quá, mấy cái cuốn sách gì nó không Ken thấy á. Ít ra nó phải cho Ken chứ. Tại vì nó sáng sáng nên chúng ta biết đường nữa. Nhiều khi không nghĩ là bỏ sót. Trang bị cho súng. Giờ phải quay ngược lại chỗ kia hơn. Thôi, cứ đi tới đi. Từ từ rồi sẽ thấy được. Cái cửa này nó yêu cầu phải có cái thẻ này. Phải kiếm được cái thẻ từ mới vô được. Mình muốn canh như tai của nó mà khó canh lắm. Mấy con này di chuyển nhanh hơn. Nhanh hơn mấy con zombie cho nên khó mà canh vừa tải nó được. Ở đây có gì chúng ta chưa canh không? Có con gà nữa. Vậy là chứng tỏ chỗ này mới vừa bị bùng phát. Mới vừa bị bùng phát dịch bệnh zombie. À không, mấy con này phải là zombie nhưng mà nó cũng là một kiểu zombie đấy, mà nhìn nó không giống zombie thông thường đâu. Chỗ này mới vừa bùng phát dịch bệnh zombie cách đây chưa lâu, cho nên chúng ta vẫn thấy được những cái hình ảnh có một buổi tiệc sắp được diễn ra đây. Thấy chưa? Lục đạn 4 quả lựu rồi, chắc phải xài bớt. Tại vì theo như mình biết, nó sẽ giới hạn cái số lượng đạn cũng như lựu đạn mang theo. Wow, đồng thế cả.
hai con thôi. Khó đánh chúng lắm cưng à. Ơi, nó không bị chóng. Rớt từ dưới đóng trong gió xuống. Ơi trời ơi, quên cái vụ dùng dao, bấm nhầm nút. Uổng quá, uổng hết trái lựu đạn rồi. Chỗ này chúng ta có cái súng không vô lấy được cái đâu. Hơi bị cay rồi. Kiếm cái cục tròn tròn đặt ở đây. Cái con nó nằm ở tầng thứ mấy? Nó nằm ở cabin trên. Cabin trên nhé. Rồi sau này kiếm được cái cục tròn tròn nó sẽ quay lại đây này. Đạn thì ít mà sao nó ra đông lắm. Thank you.
rất là kinh tởm. À, nó nấp trong này, chắc người này bị nhiễm xong rồi trốn trong này. Nó kèm rất kỹ luôn. Chẳng có gì cả. Rồi, quay lại đây rồi. Trời. Mày cái me nó hoài thế. Bắn đi rồi, bắn đi, bắn đi. Phải, còn 4 viên là dùng bên bạn kia. Thật ra phải bắn vậy chứ ông. Bắn nó đi. Ăn một đá nó còn. Bắn đi. Bắn đi, tôi hết đạn rồi, bắn đi. Không này bạn bất tử mà. Đấy, mình còn có 3 viên. Đây là căn phòng nơi mình tỉnh lại đây. Đây không có gì hết. Một cái dấu phân thải. Chắc là hết rồi. Không thể nào mà cùng một khu vực lại có nhiều dấu phân thải được. Chắc chắn luôn. Ở đây có sót gì? Không có. Cabin trên còn có 2 món. Có một cái súng ở đây. Đây cầm cái chìa khóa lên cái bánh lái. Tập này được dự đoán là một tập khá dài. What? Có thêm máy nữa. À, chúng ta phải đi tầng khác. Mà trước đó nó coi mục tiêu của chúng ta là nó không hiện mục tiêu đâu. Cái bên dưới có một cái súng căng tin thu sinh hoạt thì lưu đồ quý bông. Chắc phải xuống cái bên dưới coi súng nữa. Ta phải xuống cabin dưới chứ. Phong điều khiển tàu cabin dưới chứ. Mục tiêu là cái chúng ta phải tới buồng điều khiển. Nhưng mà muốn xuống đây trước. Có bỏ cái súng. Ôi, bốn máu phun ra đây. Hãy đi thẳng có cái súng cuối đường. Quát. Chỗ này mình đi rồi người ta. Đi thẳng nối đường. À, vô đây nâng cặp súng cái nào. Bắn cầm một phải gắn vô tăng tốc độ bắn thêm 15%. Cái chưa là tăng sát thương thêm 10%. Đây là phòng kẹt rồi. Làm cái bản đồ vãi.
Cái súng nó nằm ở góc này. À, cái súng sọc kinh đấy. Chắc chắn là cái súng sọc kinh luôn. Tầng này chỉ có súng sọc kinh. Thôi, chúng ta lên bù lái đi. Rồi, xác định chỗ này không bỏ sót gì nhỉ. Vô lẽ chưa? Rồi, chưa rồi. Lên phòng điều khiển. Bốn máu chắc full rồi, nó không cho lấy nữa đâu. Sao tôi thui vậy? Có người đi qua đây trước chúng ta kìa. Thấy chưa? Nó phá cái này rồi. Có ai đó đang ở đây. Cẩn thận này. Không có gì. Đạn sọc kinh. Mà súng sọc kinh thì chưa kiếm được. Ô, lấy được 5 luôn. Vậy là 5 mới là full chứ phải là 4. Rồi, tới buồng lái rồi này. Tôi đang ở buồng lái. Một cái. Đây là gì? Lựu đạn. Ồ, cái túi, đi. Ta nhặt túi đạn xuống lục. Đó, số lượng đạn súng lục mang theo sẽ nhiều hơn đấy. Tại hộp đạn để tăng số lượng đạn của bạn. Bạn có thể kiểm tra số lượng đạn tối đa trong menu. Đạn cho súng lục bây giờ là đem theo được 50 viên. Lúc đầu như có 30, tăng thêm 20 viên. Có dấu vân tay này. Từ từ khoan, chạm vô cái này đã. Có thể chạm vô sẽ kích hoạt cái gì đây. Mình chưa muốn kích hoạt bây giờ. Không có vẻ như mình có thể dùng cái này để liên lạc. Chưa đủ trình. Hệ thống liên lạc bị hỏng. We can't change our course. We're completely adrift. This is recent. The perpetrator can't be far. Sao vậy? Đi chưa? What? Ôi. Cái dùng rocket nó phá luôn tàu chúng ta tới đây rồi. Cái thì nhỏ chứ. Was the tugboat. Shit, we'll be stuck here. Oh. Damn. Oh, dẫn mặt cái gì luôn cưng. À đây. Freeze, drop the weapon. Drop yours, Parker. Who the hell are you? Ôi, vậy là xong một tập rồi hả? Bí ẩn kép kết thúc. À, lần trước mình chơi tới một tập nó có mấy phần rồi. Đánh giá S luôn rồi. Đấy, lần trước mình mới hoàn thành 2.1, bây giờ mà xong 2.2. Tiếp luôn. Đấy, lại tâm tắc. Resident Evil Revelations. Khói này cũng hay ha.
giống như coi phim truyền hình gì. Y như đang có phim truyền hình. Tập 3 Hồn ma của Vetro. Một năm trước ở Teragira. Ê, cái thằng lúc nãy đi. Nhớ lại. Still hurting, cadet? Ôi, thì ra thằng này là đồng đội. Sao tự nhiên nó lại tấn công chúng ta ta? Để coi cái này nó có giải thích được không? Ôi, bây giờ chúng ta vào ba anh chàng này rồi. FPC, FPC là gì thì nó có giải thích được. Cho quá trời đạn luôn. Khoan, nó chỉ như lão vậy. Split up and get to the helipad on the roof. That's an order. I'll cover the hallway with Jessica. Cadet, make sure they reach the heliport. Thằng này đang bị thương ở chân. Nó đi cả nhắc chuyện sao mà chạy thoát được. I'm the only one left, General Morgan. The BSAA is pulled out. I want you to know that the FBC is making a huge mistake. Có nói nữa không? Xong chưa? Như là chúng ta been at war for 3 weeks in an attempt to handle this matter. There have been rescues, there have been losses. Too many. Để đứng nghe Hàm này nói xong, biết thêm thông tin. I'm afraid I cannot. Obliterating the site by satellite is only a quick fix. We could lose crucial evidence. Use of the satellite has already been approved. We can clean up this mess. I guess you thought of everything. Even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. These unilateral solutions of yours will only create a new Veltro. Perhaps a dozen of them. Yes. There's the rub. Men like us can exist thanks to groups like that. And he'll just let all those people die. Are you finished now, Director O'Brien? Everyone, you have your orders. Move into position. Raymond, with me. Yes, sir. À, thằng kia tên Raymond. Cái ông lúc đầu láng đó là ông đứng đầu của tổ chức FPC này. Và cái người mà chúng ta đang điều khiển, ông này tên gì quên mất. Là người của FPC mà có vẻ như sau này FPC bị giải thể cho nên theo ông Oran luôn. Súng lục tiểu ly để giết hết tất cả cái địch trong đại sảnh. Cầm súng tiểu ly cho nó an toàn, không quét được nên không cho quét. Bảo giết hết kẻ địch, có thấy kẻ địch không? Ôi, Hunter. After this, we head for the chopper.
cái đạn, cái đạn, nhanh nhanh nhanh. Mấy con là con Hunter chứ gì. Trời ơi. Tiết kiệm xuống tiểu ly. Đó kìa. Mày gì đấy. Trông thấy một thiết quyền quá. Thiết quyền này. Đứng đây trên ngốc lắc. Đứng đây an toàn không sợ bị bao dây. Trời chưa chết. Chưa chết rồi. Ra đúng không? Mày. Chết mồ. Đứng đây không được. Cũng như lấy thêm đạn thì máu rồi, đúng đường một. Rồi, tới lượt chúng ta lên trực thăng. Tiến đến thang máy. Từ từ gái ơi. Anh đi lấy hết súng đạn đây rồi. Đoạn này không cho chúng ta kiếm. Bấm kem rồi nó không có cho. Đường nào. Ồ, quay lại chiếc kia hả? Giá này chạy trong ri. À, bên kia có. Ồ, có cái Hunter nó đang quậy một kia. Ông này tên gì? Tên này quên mất rồi. Parker thì phải. Parker nhưng mà không phải là Peter Parker đâu. Đậu xanh. Lộn đường. Có hai quả lũ. Đi lên. Sao đấy? Ôi, leo kìa. Leo tường được cũng ghê chứ. Ồ, nó nằm sẵn trong hang máy luôn mới ghê. Mà lại anh phản ứng nhanh. Ôi, cầm cái tiểu liên thì sẽ chắc súng lục bắn kịp. Em này cũng dễ thương đi chứ. À, thả thính. Được thôi. Còn đường nào khác nữa đâu. I'm not sure how I feel about stairs. Tiến đến thang máy khác. Nó phá hư thang máy luôn. Không cho mở map. Có một đường đi duy nhất thôi. Không có cửa đâu cưng. Đi chạy kìa. Chuẩn bị đánh lén đấy. Trong này có một con. Trời ơi, canh hay. Trời ơi, súng lục cùi vãi.
thấy súng độc chưa? Full. Khu văn phòng này toàn là gì đâu không? Ui, shotgun hay lắm. M3. Cái gì còn bên kia? Đường bên kia chúng ta chưa đi. PC trong đây là bất tử, trừ những trường hợp nó bắt buộc chúng ta phải bảo vệ họ, không thì chúng ta có thể đi được, bỏ qua được mấy con đó. Ôi, đại quá trời, nguyên một kho luôn. Hồ sơ hiến chương FPC. Thôi, cái này tự đọc nhé mọi người, chữ cũng khá bự. Lời đâu có thấy ai để comment kêu mình đọc đâu. Tài liệu cho chúng ta biết cách hoạt động và nguồn gốc của tổ chức FPC, Hội Bảo vệ Động vật, nghĩa là chỉ chuyên xử lý những cái động vật nguy hiểm thôi, chứ nó không phải là tổ chức chuyên chống khủng bố sinh học giống như là UBSS của Chit. Nghĩa là mọi người hiểu không? Súng của anh không? Chém chữ mặt. Nói là cả anh chưa dùng sọc kinh. Tại sọc kinh người dùng thẳng nữa. Rồi, thử sọc kinh coi. Sọc kinh giờ có ba mấy viên. Đúng lên. Mấy viên nó chết một con, hơi chậm. Vẫn phải dùng thử liên là tốt nhất. Full rồi, chúng ta có 5 máu rồi full. Rồi, có lựu đạn là ngon. London, thảm kịch tại Terra Gira.
phải cái ông chỉ huy Lai Orion là chỉ huy của tổ chức BSAA đây, một nhóm chống khủng bố sinh học được quốc tế công nhận. Lansdale. Cái này nó khác, cái tờ báo này nó khác với lại cái hiến chương chúng ta vừa đọc. Thì tờ cái hiến chương nó bảo là lúc đầu là tổ chức FPC là một cái tổ chức chuyên mà kiểm soát và bảo vệ những động vật hoang dã thôi. Mà tờ báo này nó lại bảo là được thành lập để chống khủng bố sinh học. Rồi xong, nói xong rồi đi. Hunter hung tủng gì đâu, ra đây. Ra đây, ấy. Bởi vì bão nó ra nó cào cho một phát sắp mặt lèo luôn. Có thêm lũ lét vô. Ồ, chúng ta đang phun máu mà sợ gì. Tụi nó lợi kìa. Trước mình nhớ chơi đoạn này hình như chết hết lần. Ừ,
cho quá trời đại là mọi người hiểu chưa? Chúng ta sắp phải làm cái gì đây đúng không? Bảy quá lũ. Chưa lâu thế. Ây ạ. Trời. Sọc cân. Nhanh. Vô lẹ lên em ơi. Rồi. Càng lúc càng ở đông. Cái gì vậy? Mai quá. But that was crazy. I can't believe Morgan decided to fry the city with a solar energy satellite. City all over again. Yes. Wiped off the face of the earth. By tomorrow morning, Terra Grigia will be just a name in the history. Đấy, chúng ta đang ở chỗ có tên là Terra Regina. Đây là hồi ức một năm trước của anh chàng này thôi. Yên tâm đi. Là hai người này không phải là chưa ăn tối với nhau bao giờ, đã tranh thủ hẹn hò nữa. Được, chắc thằng tới rồi. Nhanh. Rồi, phụ nữ đi trước đi. Rồi, mình không đi, nó không chịu đi. Cuối cùng cũng lên được chức thăng di tản. Đấy, thành phố nổi nè, Terra Grigia. Em xinh khiếp. Sử dụng vệ tinh để phá họ, phá hủy nguyên cái thành phố. Một Raccoon City thứ hai. Thành phố Raccoon thứ hai. Năng lượng vệ tinh khiếp. Kích nổ những quả bom có sẵn trên thành phố. So
sóng năng lượng đấy, hãy sóng năng lượng khiếp không, nó nóng đến nỗi mà nó chảy luôn con Hunter. No more. We came to help, but did nothing. Đánh giá AS không chết. Ok, mình nghĩ tập này tới đây cũng đủ dài rồi. Nếu mọi người thích tập này thì hãy like và hãy share để cho nhiều người khác biết đến channel, giúp cho channel phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye.